Hello, hello Thảo, can you hear me? Hello, can you hear me? Con chào cô. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I can hear you now. How are you today, Thảo? I'm good today. Okay, so today we study unit 37. Hôm nay mình sẽ học unit 37 ha. Và chủ đề của unit 37 đó chính là exciting days. Exciting day, what does it mean? Exciting days, what does it mean? Exciting, mình sẽ dịch là phấn khởi, phấn khích ha con. Những ngày mình làm cho mình cảm thấy phấn khích, vui vẻ, mình sẽ dùng là exciting days. Rồi, the first question before we start the lesson. Do you want to be a police officer in the future? No, No, I don't want to be a No, I don't want to be a officer. police officer. Okay. Can you tell me why? Because Because I scare. So, do you think being a police officer is difficult for you? Thảo có nghĩ là việc trở thành một cảnh sát có khó đối với con không? Cần có những yếu tố gì? Nếu mà có trộm thì phải bắt rồi lỡ đánh nhau với trộm. Okay, being a police officer is difficult. Là muốn trở thành một cái người cảnh sát ha, thì đầu tiên là mình có cần cần có những cái kỹ năng gì cơ? In your opinion, theo Thảo thì mình cần những kỹ năng gì? Muốn trở thành cảnh sát thì mình cần những kỹ năng gì? Giỏi bắt người rồi đánh nhau giỏi hả cô? We need to be good at, mình cần phải giỏi. Đầu tiên là võ thuật đúng không con? Võ thuật thì mình có thể dùng chữ martial art ha, võ thuật. Rồi, cần phải giỏi võ nè. Rồi, we need to be brave. Mình cần phải dũng cảm ha, brave. Thảo có biết từ này chưa Thảo? Dũng cảm á con. Brave. Dạ rồi cô. Very good. So we need to be good at martial art. We need to be ready. Ngoài ra thì mình phải như thế nào ha? Smart. Smart nè. Thông minh để mà deal with the problem. Giải quyết những cái tình huống, cái vấn đề có thể xảy ra ha. Deal with problems. Rồi. Deal with the problems. Và ngoài ra thì mình phải work really hard. Làm việc rất là cực nhọc ha. Bởi vì mình phải đối đầu với những cái criminals. Work really hard. Okay. To fight. Mình có thể dùng từ fight ha. To fight with criminal. 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 What does it mean? Thảo cho cô biết criminals có nghĩa là gì đi con. Criminal. Criminal là lạ. Criminal là những kẻ phạm tội ha. Đó. Tội phạm, phạm tội. Criminal. Rồi. Criminal, cô có ghi từ criminal trong khung chat ha. Criminal, tội phạm. Rồi. Continue. So I have some jobs on the screen and some work related to jobs. Cô có một vài những cái từ hay liên quan đến cái công việc là police officer, cũng như là một vài những cái tính từ khác liên quan đến những cái ngành nghề khác.
Nhiệm vụ của Thảo là make sentences about the thing police officers do. Đầu tiên mình sẽ bàn về police officer, cảnh sát trước ha. Thảo sẽ giúp cô đặt một vài câu và nó sẽ bao gồm những cái từ liên quan ở trên màn hình ha. Con sử dụng những từ trên màn hình để mà đặt câu cho cô và những cái câu đó nó phải xoay quanh police officer. Ok. Thảo đặt cho cô 3 sentences đi, đặt 3 câu ha. Đặt cho cô 3 câu và con phải sử dụng những cái từ trên màn hình nha. Đây những cái từ trên màn hình ha, đặt 3 câu về police officer cho cô, về cảnh sát cho cô ha. I will give you 2 minutes. Cô sẽ cho Thảo 2 phút để đặt 3 câu này và con viết vào khung chat cho cô nha. Đây ha, những cái từ xuất hiện trên màn hình. Đặt 3 câu, trong đó phải sử dụng những cái từ xuất hiện trên màn hình. Rồi, 2 minutes, 2 phút để đặt 3 câu, bắt đầu. Have you finished? Ba câu của Thảo xong chưa con? Dạ chưa. Con đặt được mấy câu rồi? 2 câu chưa? One more minute, 1 phút nữa nha.
Ghi hay là nói cô? Ghi nha con. Yeah. À mà cô đọc ba câu về cảnh sát và nó giống kiểu sao cô, con sợ con đặt sai đề. Có nghĩa là những sao nghĩ sao ba câu đó liên quan đến cảnh sát là được rồi. Ví dụ con có thể đặt câu là đồng phục của cảnh sát màu gì nè. Đó. Rồi, cảnh sát giúp người dân bắt tội phạm nè, ví dụ dạy một câu như vậy ha. Nghĩ sao đó liên quan đến cảnh sát là được. Ok, rồi cô thấy ba câu trên màn hình rồi ha. The police have the people catch the criminal. Ok, giúp mọi người bắt cướp, bắt tội phạm. The uniform of the police is blue. Rồi đồng phục của cảnh sát màu xanh. The police officer is the dangerous job. Mình sẽ đưa chữ đờ ở cuối cùng biến thành chữ ờ cho cô ha. Là một công việc nguy hiểm ha. The police officer is a dangerous jobs. Rồi, very good. Ngoài ra, trong cái màn hình, trên màn hình thì mình sẽ thấy một vài những cái từ khác ha. Ví dụ như là từ station. Station có nghĩa là trạm nè. Dangerous là nãy Thảo đã dùng rồi ha. Very good. Have, ok, con dùng ở câu số 1. Jacket ở đây là áo khoác ha. Jacket là cái áo khoác ngoài của cảnh sát, mình sẽ gọi là jacket. Car parks có nghĩa là bãi giữ xe ha. Lost có nghĩa là thất lạc. Đó, ví dụ như con có thể đặt câu là the police officer help people find out lost cars chẳng hạn, giúp mọi người dân tìm được những cái xe bị mất. Đó. Ok. Continue, let's move on to the next one. Read the text and write the missing word. Write one word on each line. Trong bài này sẽ yêu cầu mình là đọc cái bài test này và viết những cái điền những cái từ vào cái khoảng trống ha. Và một từ mỗi cái khoảng trống mình chỉ được điền một từ thôi. So we have five sentences. Okay. Number one. Which is one of the highest building? Câu số 1 của mình ha, cô ví dụ là cô sẽ đi vào chữ đờ bởi vì đây là so sánh nhất ha. Một trong số những tòa nhà cao nhất thì mình sẽ dùng one of the highest buildings. Continue number 2, câu số 2. Thảo tiếp tục làm cho cô ha. Con có thể nhìn vào những cái từ ở phía trước khoảng trống và phía sau khoảng trống để giúp mình tìm được gợi ý. Number 2, number 3, number 4 and number 5. Câu 2 đến câu 5 ha. Thảo ghi đáp án vào khung chat cho cô nha. I will give you 2 minutes, 2 phút để hoàn thành 4 câu này ha. 2, 3, 4, 5. Only one word, chỉ được sử dụng một từ thôi nha các.
Finish. Thảo có đáp án cho 4 câu from number 2 cho đến number 5 chưa con? Dạ chưa cô. Rồi, I will help you. Vậy thì cô giúp Thảo tìm gợi ý ha. Number 2, every morning he get up at 6 o'clock and mình sẽ đi vào từ gì có nghĩa là mặc ha, mặc đồng phục của anh ấy. Chữ wear là mặc và có một từ nó sẽ bằng với chữ wear và nó có sự xuất hiện của chữ on trong đó nữa, đó là put on nha con. Put on. Put on ha, bằng với wear, mặc. Rồi câu số 3. When he arrived at work, he asked for information. Anh ấy hỏi thông tin. Hỏi thông tin thì mình sẽ đi với từ gì ha? Hỏi thông tin về bất cứ thứ gì đúng không? Vậy thì chữ về mình sẽ điền với từ gì đây? Hỏi thông tin về cái gì đó cơ. Về. Hỏi thông tin về một cái gì đó. Về một cái gì đó thì mình sẽ dùng About. about, very good, hoặc là on ha. Ask for information about anything. Number four, every day. Và phía sau mình có từ different, vậy thì chắc chắn ở giữa phải là một động từ to be ha. Động từ to be, Thảo sẽ dùng động từ to be gì? Am, is hay là are? Is hay là are cơ? Every days. Mỗi ngày thì nó khác nhau. Mỗi ngày thì nó khác nhau. Every day. Every day is different nha con. Is. Is. Đúng rồi, is different. Hoặc là mình có thể sử dụng feel, chỉ cảm giác ha. Mỗi ngày thì cảm thấy khác nhau. Hoặc là dường như seem cũng được luôn. Nhưng mà ở đây mình sử dụng to be là dễ nhất, dễ hiểu nhất. Number 5, câu số 5. He Miss. also tried to catch people. Anh ấy luôn luôn cố gắng bắt mọi người, những người mà thì mình sẽ dùng là who ha. He also tried to catch people. Bắt những người, người mà drive to fast, who drive to fast. Trời, đó là cái bài của mình. Đây là một cái bài nói về police officer ha, về những cái nhiệm vụ mà police officer phải làm cũng như là những cái thói quen sinh hoạt của một cái police officer. Continue, let's move on to the next exercise. Look at the picture and answer the questions. Look at the picture. Rồi, Thảo thử nhìn vào bức tranh ha và trả lời những câu hỏi sau đây cho cô dựa vào ý kiến cá nhân của con nha. What is his job? What is his job? Look at the picture and tell me. Thảo ơi, can you hear me? Yes, police. He is a police officer. Very good. Number two, theo con thì what time does he get up? Dạ cô. What Cô ơi. time does he get up? I don't know. Con thử đoán thôi, just guess. Ý kiến cá nhân của mình mà,
Theo con thì thường cảnh sát thức dậy vào lúc mấy giờ? He gets up at 5 o'clock. 5 o'clock. And what does he wear? What does he wear? He wears a uniform. Uniform. Where does he work? He works at a đồn cảnh sát là police station. Đúng không con? Yeah. Police station. Và theo như Thảo đoán thì how old is he? I think he is 25 years old. Okay. Rồi, bây giờ có phỏng đoán của Thảo ha. Bây giờ mình sẽ look at again, nhìn lại cho cô cái bài vừa rồi ha. Đó. Con nhìn lại, nhìn sơ lại cái bài này cho cô và trả lời những câu hỏi hồi nãy ha. Rồi, đầu tiên là nghề nghiệp. Nghề nghiệp anh ấy chắc chắn là police officer rồi. How old is he? Sau khi đọc cái bài này thì mình đã biết được là tuổi của anh ấy rồi đó con. How old is he? He is 44 years old. And what does he wear? Anh ấy mặc cái gì? Miêu tả cụ thể cho cô ha. Anh ấy mặc uniform. Nhưng mà miêu tả uniform cụ thể cho cô nè. Describe the uniform in detail, please. Miêu tả cái uniform cụ thể cho cô ha. Can you see the information? Thảo tìm thấy thông tin miêu tả về đồng phục chưa con? À, cô highlight nha. Đây, Thảo giúp cô đọc ra ha. Miêu tả về cái uniform của cái Blue bác cảnh sát nha. A special jacket and a blue hat. Very good. Rồi, đó là thông tin về cái vị cảnh sát này. Continue with the exercise. Choose a job and complete the boxes. Rồi. Thảo sẽ chọn một nghề nghiệp mà Thảo yêu thích ha. Sau đó thì con sẽ hoàn thành cái bảng này cho cô. Công việc đó là gì? Mấy giờ? À, thì bắt đầu làm công việc đó. Rồi cái trang phục khi mà mình làm công việc đó là gì? Nơi làm việc và cuối cùng là tuổi ha. Con có thể chọn một cái công việc bất kỳ. Bài vừa rồi là police officer thì bài này có thể là teacher chẳng hạn hoặc là singer. So what job do you choose? Thảo sẽ chọn công việc gì con? What job do you choose? Thảo sẽ chọn công việc gì? I will be a teacher. Teacher, right. Tiếp theo con trả lời những thông tin kế tiếp cho cô luôn ha. Đây. Còn 4 thông tin còn lại nha. When does the teacher get up? Nếu làm giáo viên thì sẽ thức dậy vào lúc mấy giờ con? I think 6 o'clock. Trả lời nguyên câu cho cô ha. The teacher get The up. Teacher get up at 6 o'clock.
Rồi, what does the teacher wear? What does the teacher wear? The teacher wear a uniform. Teacher wear uniforms. Cụ thể là uniform như thế nào? Con miêu tả cho cô được không? Describe. Miêu tả giống cái đồng phục cảnh sát hồi nãy á. Uniform mình thường gặp của các thầy cô giáo là gì con? Áo dài. Đúng rồi, vậy con có thể nói cụ thể là the teacher wear áo dài ha. Nhưng mà thỉnh thoảng cô thấy mấy thầy cô cũng không có bạn áo dài thường xuyên đúng không? Thỉnh thoảng thì mấy thầy cô bạn dress đầm hoặc là skirt, formal skirt ha, formal dress, những cái đầm công sở. Rồi tiếp theo là whether the teacher work. Where does the teacher work? The teacher work at as the teacher work as the school. at school, đúng rồi. Vậy thì theo con thì một giáo viên có thể độ tuổi dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi? How old is the teacher? Theo À, Thảo thì giáo viên khoảng bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi thì có thể làm giáo viên con? maybe 20 20 years old, cô nghĩ là chưa đủ đâu ha. At least 22 years old ha. Tối thiểu là 22 years old. Cho đến khoảng bao nhiêu Thảo? From 22 to thường tuổi về hưu là bao nhiêu ha? Thảo có biết không? Dạ con không biết. 60 ha con. From 22 to 60. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cô sẽ giao nhiệm vụ cho Thảo ha. Thảo hãy liên kết những thông tin nãy giờ mà con trả lời cho cô á, viết thành một đoạn văn cho cô ha. Write a paragraph about a job. Rồi. Write a paragraph about a job. Thảo liên kết là những câu này và viết thành một đoạn văn cho cô nha con. 2 minutes, 2 phút có đủ cho Thảo viết không? 2 Dạ minutes. chắc 2 minutes is okay for you. Yes. Okay, rồi 2 phút ha. Ở bên đây chỉ có khoảng 5 câu thôi, cho nên là chắc là lẹ ha. Lưu ý cho cô chính tả với lại ngữ pháp nha. Ở đây thì dùng thì simple present cho cô ha. Simple present.
Okay, now I will check your paragraph. In the future, I would like to be a teacher. I will get up at 6 o'clock. I will wear a shirt and trouser. I will be 20 when I am teacher. Rồi. Ở đây Thảo dùng in the future thì con có thể dùng thì tương lai đơn được ha. Nhưng mà lưu ý cho cô là sau will quá không có được thêm s vào nha Thảo. Bởi vì công thức của nó là will cộng cho động từ nguyên mẫu ha. Will cộng về không. Cho nên ngay chỗ get up không s cho cô ha. Rồi, I would like to be a teacher. I will get up at 6 o'clock. I will wear a shirt and trouser. I will be 20 when I am a teacher. Ha. When I am a teacher. Tôi sẽ 20 tuổi khi tôi là một giáo viên. When I am a teacher. Câu cuối cùng. Còn lại thì không có sai gì hết. Very good. Giỏi. Now let's move on to the next exercise. An afternoon at the fire station. Listen to Jim, write number from number 1 to number 4 in the boxes next to the picture. Mình sẽ có 4 bức tranh ha và mình sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến đến 4 để liên kết 4 bức tranh lại thành một cái câu chuyện có tên là An afternoon at the fire station, một buổi chiều ở cái trạm cứu hỏa. Đây là 4 bức tranh của mình ha. Con sẽ nghe và đánh số cho cô bức tranh nào 1, bức tranh nào 2, 3, 4 ha. Are you ready to listen? Yes. Very good. Rồi cô sẽ mở nha. 37D. Exciting days. Listen and look. Write numbers. What did you do at school today, Jim? Today was a great day, Grandma. I went to the fire station with my class. Did you walk there? No, we got a lift on the school bus. What did you do there? First, a fireman talked to us about the fire station. We were all outside. But it was a very hot day. So we went inside the fire station after that. Good idea. Today was very sunny. And the firemen gave us their yellow hats. They're very heavy. We put them on. I also put a fireman's jacket on, but it was too big. Did you wear the hat and jacket all afternoon? No, we had to take them off. The firemen needed to put them back in the fire engine. Next, we went up to the second floor of the fire station. Why? There was a kind of slide, like you sometimes see in swimming pools. It was made of plastic. We sat down and went all the way down to the ground inside it. We had such a lot of fun. Yes, it sounds good. And after that, it got even better. Why? What happened next? Because the firemen used the water in the fire engine to make a shower for us. Wow! And have you got any photos to show me? Yes, I'll send you them by email. Okay, great, thanks. Ok, number one là cái bức tranh bên phía màn hình bên tay phải ha. Ở phía dưới, number two là bức tranh bên phải phía trên, number three là bên trái phía trên và cuối cùng là phía dưới, ở phía bên tay trái là picture number four. Rồi, bây giờ Thảo giúp cô liên kết bốn bức tranh này và con hãy tell a story, kể một câu chuyện cho cô ha. Dựa vào bốn bức tranh này nha. I will give you 1 minute. Cô sẽ cho Thảo 1 phút để chuẩn bị ha. Và cô sẽ ghi ra những cái từ có thể là mình sẽ dùng trong câu chuyện này. Đầu tiên đó là fire station. Fire station có nghĩa là trạm cứu hỏa ha. Rồi. Tiếp theo là cái đường ống mà những cái bạn trẻ này trượt thì mình có thể dùng slide nha. Slide. Slide là trượt ha. Slide. Tiếp theo là
Còn từ gì nữa không ha? Đây, cái đồng phục mà những cái người này mặc, mình có thể dùng uniform ha. Uniform, đồng phục. Còn nếu như cụ thể hơn thì Thảo có thể cho cô cái chữ form.